đón quý vị khán giả đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Lê Lộc và Quỳnh Linh rất vui gặp lại quý vị. Thật sự bây giờ Quỳnh Linh và Lê Lộc cũng chẳng biết hôm nay là mẹ chồng nàng dâu hay là cha vợ con rể hay là ai đi nữa, nhưng mà thật sự mình rất là nôn nao xem họ làm nghề gì, họ đến từ đâu và cuộc sống gia đình mẹ chồng nàng dâu như thế nào, cái sự yêu thương nó có hòa hợp hay không, hay là có khúc mắc, có mâu thuẫn gì không. Chúng ta đang chờ điều đó và xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Em không dám cãi nhau đâu, tại vì em cãi nhau là cãi không lại đâu. Cãi không lại, nếu mà cãi nhau với vợ là cãi không lại. Thường là cãi nhau bằng tiếng Việt hay tiếng Hàn? Tiếng Việt chứ. Xin mời. Mẹ vợ con rể. Dạ, thầy cô. Chào Quỳnh Linh, chào Lê Lộc, chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Mời cô ngồi ạ. Thì ra là mẹ vợ con rể. Vâng. Cô giới thiệu về mình đi ạ. Cô là Nguyễn Thị Tỉnh, năm nay 64 tuổi, quê quán ở Phú Riềng, Bình Phước. Cô đến tham gia chương trình hôm nay là cùng với con rể là Sejun. Ô, người Hàn Quốc hả cô? Tên Sejun hả? Vâng. Hi. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dạ, chắc anh nói được tiếng Việt phải không ạ? Dạ có. Trời ơi, anh này. Người ta phải nói tiếng Việt thì người ta mới lấy vợ Việt được chứ, đúng không? Hôm nay thì rất vui chào đón hai mẹ con ở đây. Cô thoải mái lên cô. Vâng. Hát bài cho vui đi. Con rể hát bài tặng mẹ vợ đi. Con rể hát. Ủa, bài hát bằng tiếng Việt em đâu có biết đâu. Hát tiếng Hàn luôn. Hàn đi. Tiếng Hàn. Dạ. Sejun mới học được một bài mà nó chỉ có biết một khúc thôi. Hát được không? Dạ bài được. Gì? Nhưng mà nó bài hát nó không khớp. Em đi đâu về mà tóc đời mê. Con rể mà cầm tay mẹ mà. Em đi đâu về mà tóc đầy mè. Nãy giờ mình chưa giới thiệu về mình á, anh có thể cho khán giả được biết không ạ? Xin chào hai MC với lại cả trường quay. Và em tên là Sejun, là năm nay 32 tuổi và đến từ Hàn Quốc. Bây giờ Sejun đang kinh doanh một quán cà phê với lại sang Việt Nam cũng được còn khoảng gần 6 năm rồi. 6 năm rồi. Vậy thì anh làm rể của mẹ bao lâu rồi? 2 năm, chỉ được 2 năm thôi. Tại làm chồm của làm rể của mẹ làm thì rể. Rồi. Không phải làm chồm đâu nhá, đừng vui người thì có hiểu lầm. Làm chồng của làm con gái mẹ. Dạ đúng rồi. Cái ngày đầu mà gặp thằng rể Hàn Quốc này thì cô cảm nhận thế nào? Thời gian đầu tiên thì cháu Hòa, cháu bảo là quen biết với Sejun người nước ngoài. Thế thì gia đình cũng nghĩ cũng lo lo sợ sợ, nghĩ như tưởng tượng như thế, sợ cháu ở bên ấy là có vợ rồi. Thế thì mẹ, bố mẹ cũng lo, nhưng đến lúc hỏi cháu Hòa bảo là Sejun năm nay bao nhiêu tuổi, thế bảo anh ấy còn ít tuổi thôi. Mẹ cứ yên tâm, anh ấy chưa có người yêu. Xong rồi gia đình cũng bảo thế thì con cứ dẫn nó về đây để bố mẹ xem thế nào. Thì lần đầu tiên dẫn Sejun về thì nói chung là Sejun cũng cứ bỡ ngỡ, là cũng ngại ngùng, cũng không dám đi đâu suốt ngày, chỉ có ngồi trong phòng rồi chơi điện thoại. Thế hôm sau rồi gia đình với dẫn đi chơi các nhà anh em chú bác thì Sejun quen, bây giờ là với là tiếp xúc với anh em về trong nhà là vui vẻ mà phấn khởi lắm. Phấn khởi hả? Cho em hỏi tí xíu là cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á, anh có ấn tượng điều gì không? Lúc này mẹ kể là Sejun cứ lên thăm bố mẹ vào nhà bố mẹ mỗi ngày mà cứ thích ở lì nhà, ở lì phòng và chơi điện thoại như thế là có lý do. Thật ra cái hành động mà dẫn người yêu là qua nhà ra mắt bố mẹ, có nghĩa là nó mang nghĩa là bố mẹ ơi, đó là người yêu của con mà sắp cưới là gần chắc chắn rồi. Lúc đó cũng Sejun rất là hồi hộp, tại vì nó mang nghĩa là như vậy. Với lại cũng nghe có một số người mà hay nói là người Bắc thì hơi khó tính á. Với lại cũng nhiều người mà tuyệt đối không cho con mình là quên người yêu là người nước ngoài, với là lấy chồng tuyệt đối không được luôn. Và cho nên là lúc đó thì rất là sợ, nếu mà ta lên thăm nhà bố mẹ mà nếu mà bị đuổi ra thì sao, mà một mình cứ suy nghĩ như vậy. Có những lúc nào mà con rể nói mà mẹ vợ không hiểu không? Mấy cái bữa đầu tiên về thì Sejun nói thì cũng khó hiểu lắm. Giờ rể nói hiểu chưa? Bây giờ thì nói hiểu rồi, thuộc hết tiếng Việt rồi thì dễ hiểu. Dạ. Nãy giờ nói tiếng Việt thì con chưa hiểu luôn á. Nói chung là dù nói chậm lại thì nhiều người hiểu lắm. Dạ.
Ngày đầu tiên mà em gặp mẹ vợ, em có làm điều gì gây ấn tượng với mẹ vợ không? Có tặng quà hay là... Không có tặng quà gì đâu, chỉ thăm bố mẹ mà tay không á. Tay không hả? Không có đem gì hết hả? Đúng rồi, đúng là em bất lịch sự. Việt Nam tôi gọi là tay không bắt giặc á. Đúng rồi, tay không là mất dạy. Cô có nhớ không cô? Nói chung là trước khi mà Sejun về nhà chơi thì là... Nói chung là tất cả anh em, con rể, con gái là tập trung ăn nhậu. Vui lắm mà ăn xong Sejun còn đi thu chén thu đũa. Thế thì bố mẹ cũng bảo con đừng có làm cái việc đấy để cho các cháu nó dọn. Thì Sejun có bảo con biết làm mà mẹ cứ kệ con. Rửa chén rửa bát này kia hả? Dạ. Quê vợ ở Bình Phước á. Dạ. Lên Bình Phước rồi ăn uống có giống có kim chi rồi có này kia không? Dạ không, thật ra không có. Lên nó ăn gì? Ăn uống hơi khó, tại vì ở nhà bố mẹ thì hơi khó. Nếu mà ở Sài Gòn thì cái đồ ăn á thì nó phở hoặc là bún bò hoặc là chả rồi như thế này thì rất là phổ biến, ăn rất là rẻ. Nhưng mà em không tưởng tượng là bố mẹ, nhà bố mẹ thì làm cái thịt nướng, cái con ním á. Con gì? Con ním, thịt ním. Con nhím. Con nhím, con nhím. Cái nhím nó có gai á. Con nhím, à. Với lại thịt cà luộc. Nhưng mà thì... cà luộc là ngon lắm á. Dạ ngon nhưng mà quý... với em thì hơi lạ. Ủa? Chứ em ăn con gì luộc? Toàn nó cả chiên chứ. À đúng rồi, bên Hàn là ăn đồ chiên. Tại mình khó ăn phải không anh? Chỉ biết ăn một số món là cà chiên ốp la và mì tôm với lại chả rồ bánh lá. Mà chỉ ăn bốn món này thôi. Về cái phong tục tập quán đó, khi làm đám cưới á. Thì thế nào? Sejun với lại vợ Sejun thì đã đăng ký kết hôn được 2 năm rồi. Nhưng mà chưa làm lễ cưới, cho nên là Sejun thì hơi sợ mà mẹ buồn là lý do là tại vì hai vợ chồng đang chăm lo sự nghiệp trước, tại vì ưu tiên cái về cái công việc trước, rồi cái đám cưới thì chừng nào mà có giải hoặc là ổn định thì làm sao, mà hai vợ chồng thì suy nghĩ như vậy là bình thường, rất là bình thường, nhưng mà không biết là bố mẹ thì thấy sao. Cô thấy sao cô? Tôi thấy cũng hơi lâu, mong các cháu là tổ chức đám cưới để có cháu bé. Rồi có dự định khi nào đưa mẹ vợ về bên đó gặp ba mẹ của em chưa? Em tính là dẫn bố mẹ đi chơi bên Hàn Quốc và thăm nhà bố mẹ của em là khoảng một năm sau. Tức là sau một năm sau cũng sẽ đưa ba mẹ về bên kia. Dạ. Rồi bố mẹ bên kia có qua bên đây thăm gia đình đây chưa? Đến đây nhiều lần rồi. Với lại thăm bố mẹ của vợ mấy lần. Hai bên xu gia có gặp nhau rồi hả cô? Dạ. Mẹ Sejun cũng sang đây mấy lần. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì có cái điều gì ở anh mà khiến cô đang còn lo lắng, băn khoăn không? Không, nói chung là không còn cái gì lo lắng cả. Về công việc thì cháu cũng ổn định rồi. Dạ. Hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Chỉ mong cháu là tổ chức đám cưới thì có cháu bé thôi. Thấy chưa? Cái điều mong mỏi nhất là tổ chức đám việc cưới. Đám cưới đám cưới và có cháu nha. Có cháu nha. Hai vợ chồng có khi nào cãi nhau trước mặt mẹ vợ này kia không? Dạ không, cãi nhau thì em không dám cãi nhau đâu. Tại vì em cãi nhau là cãi không lại đâu. Hả? Cãi không lại, nếu mà cãi nhau với vợ là cãi không lại. Thường là cãi nhau bằng tiếng Việt hay tiếng Hàn? Tiếng Việt chứ. Nhưng mà lúc mà cảm giác là nếu mà cứ cãi nhau bằng tiếng Việt thì cảm giác là nó sẽ thua thì cũng thi thoảng lời tiếng Hàn một cái. Vợ mặt ngố một chút thì cũng cảm giác là nó tăng thắng rồi. Có bao giờ gọi điện mát mẹ vì vợ mình cãi có. Mình la mình quá không? Có. Nhưng mà mẹ thì không bao giờ bên ai đâu. Cái này em muốn hỏi mẹ là hỏi đi. Em có cảm giác là lúc mà hai vợ chồng đang cãi nhau thì mẹ âm thầm bên Sejun. Ý là ba người đang ngồi cùng nhau với là đang nói chuyện mà em lỡ mà làm vợ bực, lúc đó vợ sắp uýnh tát em một cái như vậy thì mẹ phát hiện rồi thì Hòa ơi và lại đây phụ biện mẹ đi, xong rồi thì tại kêu Hòa đi chỗ khác trước khi bị đánh đó. Tức là mẹ âm thầm, em có cảm giác là mẹ âm thầm bên em như vậy nhiều lần rồi. Đồng nghiệp không? Dạ. Không có mẹ vợ chắc cũng bị đánh mấy lần rồi. Dạ, nó không có mẹ thì bị đánh hoài đó. Em nói thật đó. Thôi bây giờ mình nghe coi vợ em nói gì nha.
Đối với bố mẹ em thì chồng em là một người con rể rất là tuyệt vời. Chưa bao giờ làm cho bố mẹ em cảm thấy buồn và chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về bất cứ điều gì đối với chồng em cả. Bản thân em thì vốn là cái con người rất là khô khan. Em chưa bao giờ mà nói với mẹ em là mẹ ơi con yêu mẹ ơi con thương mẹ quá đó. Nhưng mà chồng em lại là người thay em làm những cái chuyện đó. Mẹ em thật sự là rất là thiệt thòi. Tất cả những cái chuyện vui buồn gì trong gia đình mẹ em đều là cái người mà gánh hết. Thì em cảm thấy là rất là thương mẹ. Chưa bao giờ em nói những cái điều này đâu. Em không biết phải làm cách nào để thể hiện cái điều đó. Và không biết phải làm cách nào để bù đắp tất cả mọi thứ đó cho mẹ em. Vốn chồng em đã rất là tốt với gia đình em rồi. Nên em chẳng mong muốn gì nhiều hơn. Em chỉ hy vọng là anh vẫn luôn giữ cái tình cảm đó. Và anh có thể yêu thương mẹ em giống như là anh yêu thương mẹ của anh vậy. Thì như thế là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Về mẹ thì con hy vọng là sau này mẹ quan tâm tới bản thân nhiều hơn, quan tâm tới sức khỏe và quan tâm tới cái cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn. Bất cứ khi nào mẹ mệt mỏi hay là mẹ muốn có người xoa bóp hay là đấm lưng thì mẹ cứ bảo chồng con làm cho, chồng con sẽ làm được hết những cái điều đó. Nên là mẹ cứ thoải mái, mẹ cứ coi anh ấy như là con ruột của mẹ. Cô giờ con gái nói yêu thương mẹ lần nào chưa? Có, cháu vẫn thương mẹ, nói chung là cháu thương mẹ nhất ấy. Nhưng mà không nói thật phải không cô? Đó, con gái nói có bao giờ mẹ nhức lưng mỏi gối gì đó, kêu chằn rể đấm bóp này kia, có gọi lần nào kêu lần nào chưa? Chưa. Nếu mà mẹ bảo nhức vai, nhức lưng cần đấm bóp thì em có sẵn sàng không? Nói làm gì bây giờ làm luôn anh. Trời ơi. Dễ thương quá à. Em có mong muốn điều gì với mẹ vợ của mình không? Em chỉ mong muốn mẹ là cũng chăm sóc bản thân của mẹ nhiều hơn. Với lại em muốn mẹ sống khỏe với lại hạnh phúc. Như vậy là tốt mà. Yeah. Khỏe mà không có bệnh gì hết. Cô muốn nói gì với con mẹ rể mình không? Thì nói chung là chỉ mong các con hạnh phúc trăm năm, nghề nghiệp cho nó ổn định, rồi sinh cháu con sớm để bế. Hôm nay thì rất là cảm ơn cô với lại chàng rể Hàn Quốc đến đây để tham gia chương trình, rất là vui. Hy vọng rằng một ngày sớm sớm mình làm đám cưới, sinh con. Nếu mà làm đám cưới, mời hai người này đi chứ nha. Cái việc sinh con thì để em sắp xếp lại vào tối nay nha. Được không cô? Buổi chuyện là cũng phải càng sớm càng tốt chứ đúng không anh? Đúng, đúng rồi. Càng sớm càng okay. Tốt. Ha. Ok, cố lên nhé. Cố lên. Cảm ơn cô nhiều ha. Hai, hai mẹ con ôm nhau cái thế nào? Đấy. Ôm thân thiết nha mẹ. Hôn mẹ một cái đi. Nghe đi. Hôn mẹ hả? Chán hay là đâu? Trời đất ơi, hôn chán nào? Đi. Muốn hôn chỗ nào hôn? Ai muốn cả hai luôn. Dễ thương quá. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Chúc gia đình vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô và anh. Đây là chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ do gia đình Việt. Và phần quà dành cho gia đình là máy sấy tóc đến từ thương hiệu Yakio. Dạ, và còn hai phần quà. Bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Xin dành tặng cho cô và anh. Cảm ơn cô và anh đã đến với chương trình ạ. Dạ. Đấy. Cảm ơn đã. Cảm ơn đã. Cảm ơn đã. Múc một muỗng ngon lắm, con ăn thử đi. Mẹ nếm thử. Mẹ nói trời ơi, gì mặn dữ vậy con. Cái em nói chị giờ chắc tại mẹ đó. Tại mẹ mấy cái hũ ấy mẹ không chịu đề tên cho con. Nên con bỏ lộn muối. Xin mời. Dạ, chào cô. Dạ, mời cô ngồi. Dạ, chào cô. Chào chị, xin mời chị ạ. Chào anh Si Hoàng Linh với anh Si Lê Lộc dễ thương. Dạ, chào tất cả các toàn thể khán giả trong trường quay. Dạ, rồi bây giờ cô giới thiệu về mình đi cô. Cô tên là Nguyễn Thị Hồng, U60, gia đình thì bên nghề nghiệp thì kinh doanh. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em là Đoàn Thị Thu Dân,
Sinh 1984, hiện tại là nội trợ. Dạ. Yeah. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi chị hả? À, 10 năm rồi chị. Wow. Wow. Mình có em bé chưa ha? Dạ, có. Bé 8 tuổi, bé gái, còn bé trai thì 1 tuổi mấy. À. Cách đây 10 năm cô gặp cô gái này như thế nào cô? Cách đây 10 năm thì mình thì có shop sữa bán cửa hàng đó. Thì nó thiếu nhân viên bán hàng. Yeah. Mình có đề cái bảng là cần người mà nhân viên để bán hàng. Thì cô bé này tình cờ lại xin để bán hàng. Thì qua hợp đồng cũng nói chuyện đâu đó đàng hoàng hết rồi. Thì cô bé này vô thì bắt đầu mình ngó thấy thì cũng dễ thương. Mình nghĩ là chắc nhanh nhẹ, chắc có lẽ là khách cũng nhiều lắm. Mình cũng mừng. Rồi tới lúc đâu được 3 ngày đó thì thằng con trai mình về. Mình thấy nó ngộ ngộ lắm. Mỗi bữa thì nó đi về, nó đi công tác, nó đi lái xe mà. Nó về thì nó cũng không làm việc phụ mình cái gì hết trơn á. Và tự nhiên sao nó nhìn thấy bé này không biết. Mình không biết sao tự nhiên nó về nó xuyên lắm. Đó, nó đi quét nhà. Rồi xong rồi nó lại đi sắp sửa. Rồi nó nói mẹ mẹ con kiểm hàng giùm cho mẹ nha mẹ. Đó, sao hôm nay con trai gì xuất sắc dữ vậy, vui vậy. Cái xong nó nói mẹ mẹ, ủa mày kiếm cô bé này đâu mẹ, thấy dễ thương. Coi như là từ tuyển nhân viên mà cuối cùng là tuyển dâu luôn đó. Còn chị, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Thì mới lần đầu tiên lại xin làm á, thì mẹ lúc đó kêu bằng cô. Cô. Điệp đó mẹ cũng hơi khó mà mẹ nhìn hoài à. Cái cũng sợ. Nhưng mà càng ngày làm chung hàng ngày á, rồi thấy mẹ rất là dễ thương mà. Tại vì mẹ có con trai không mà, mẹ không có con gái. À. Nên mẹ thấy em á, mẹ thích lắm. Rồi từ lúc mà làm nhân viên cho đến lúc mà bắt đầu quen ấy á, như thế nào? Em làm được 3 ngày thì ảnh đi chạy xe về. Hôm đó ảnh em mẹ kêu em quét nhà. Thì em chưa kịp lấy cái chổi quét nhà nữa là ảnh bay lại lấy cái chổi quét nhà rồi. Chưa cái dọn cơm ăn thì em chưa kịp vô nữa là ảnh bắt đầu là ảnh lấy đồ ăn rồi kia anh bỏ qua mâm rồi ginh ra trước rồi ăn. Rồi sau bao nhiêu lâu thì ảnh ngỏ lời yêu em? Thì chiều bữa đó. Chiều luôn hả? Nhanh dữ ta. Vội vàng quá vậy. Chiều bữa đó cái anh nói, em có số điện thoại không? Nói có, hỏi chị gì anh? Anh muốn điện thoại nói chuyện, hỏi thăm em. Thì cho số điện thoại xong cái chiều về cái anh nói, anh đứng trên đầu đường nha, anh đợi em đưa em về nhà nha. Rồi mấy ngày sau, ngày nào cũng vậy hết trơn á. Từ từ cái không biết tính rồi nào, cũng dính luôn. Sau khi phát hiện mà sau... con trai với con gái yêu nhau thì cô phản ứng thế nào? Thì thấy hai đứa nó lúc nào cũng không biết nó điên tác. Thì bé Vân này cứ ngóng trông. Cái tới lúc đâu lần sau về là coi như là tổng cộng được 3 tháng. À. Thì quay ra thằng con nói mẹ con muốn lấy vợ. Nó nói trời đất ơi, sao lấy vợ đâu lẹ dữ vậy? Đó, con quen đứa nào? Thì con dẫn lại cho mẹ đi coi. Mẹ coi con làm sao, gia đình ta làm sao, có đàng hoàng không? Đó, cái quay ra nó không mẹ, gần lắm mẹ ơi, hỏi ở đâu à? Cái kế bên mẹ nè, nó ở đâu là kế sao? Đây đâu có đâu. Mình quay mình kiếm hoài không có. Cái nó thì trong nhà mẹ nè, kế bên mẹ đó. Đó. Thì xong rồi hai cái lạc đầu nói mẹ, mẹ thấy sao mẹ? Cái nói thì thôi kệ con, thì con thương thì mẹ cũng cưới vợ cho con. Mà mình lại có 4 thằng trai. Thấy dâu là mình mừng rồi. Mình phái rồi chứ hơn nữa, bé này cũng dễ thương. Yeah. Nó nghe cũng thương. Nói chung là bao lâu thì cưới nhau nhỉ? Từ cái ngày đó. Dạ 3 tháng xong. 3 tháng làm cưới rồi. Nhưng mà 3 tháng đó, 3 tháng đầu á, làm lãnh lương đủ chưa? Dạ đủ, dạ đủ. Rồi mấy tháng sau có lãnh gì? Hả? Mấy tháng sau hết lãnh rồi. Lãnh tiền chồng. À. Hai mẹ con về thì lúc mà làm gọi là nhân viên thì nó khác. Nhưng về là mẹ chồng nàng dâu thì nó có khác gì so với làm nhân viên với là bà chủ không? Đúng rồi. Không, thì lúc đầu là bà chủ thì mình hơi dè dặt một chút xíu. Nhưng mà khi mà về mẹ đối xử tốt quá thì mình coi như là mẹ ruột vậy thôi. Có hợp nhau lắm không? Cũng hợp, nhưng mà cũng có nhiều chuyện vui lắm. Giống như hôm đó mà ông nội với bà nội qua chơi thì mẹ kêu đi chợ mua cá lóc về nấu canh chua. Thì mẹ làm con cá lóc xong xuôi hết trơn rồi, đồ nấu canh chua mẹ làm xong rồi.
mẹ kêu con nấu canh chua đi. Mẹ mất công chuyện rồi, chút xíu mẹ mới về. Cái em vô em nấu thì em bỏ lộn muối. Đường mà em bỏ lộn muối vô nồi canh chua á. Cái em về em còn nói mẹ nay con nấu canh chua ngon lắm. Tại vì em bỏ rồi mà em không có nêm. Trời đất ơi. Xong cái dọn lên ăn. Mẹ mới nói với ông nội với bà nội á là nàng dân nấu canh chua á, ba ăn thử rồi, ba mẹ ăn thử ngon không. Thì ông nội với bà nội á múc một muỗng ngon lắm, con ăn thử đi. Mẹ nếm thử, mẹ nói trời ơi gì mặn dữ vậy con. Cái em nói chị là chắc tại mẹ đó, tại mẹ mấy cái hũ ấy mẹ không chịu đề tên cho con. Nên con bỏ lộn muối. Nó nghe dâu thì nó thiệt tình. Dạ. Mà mình dạy cũng bao nhiêu lần rồi, nó nấu ăn thì kém lắm, nấu là ngày nào cũng vô nấu là mình để hũ bột ngọt riêng, hũ muối riêng, hũ đường riêng. Nó nói tại con lộn, cuối cùng là bữa đó là ông bà nội với ông xã với mấy đứa em là ăn toàn là cá kho với chấm nhưng rau. Ngoài cái ăn uống đó thì cô thấy cô hợp với con dâu những điều gì nữa? Hai mẹ con này nó ngay thì cũng hay đi siêu thị đó, rồi mua đồ hoặc là coi trên mạng á, hoặc có đồ nào này kia đó thì có cũng hay tâm sự về. Chia sẻ với nhau không? Thì có, nhiều khi nó cũng đôi lúc á, chồng nó nói rằng là em á, tại sao em ở đây mà em không bắt chước giống mẹ, rồi tại sao mẹ cái gì mẹ cũng khéo hết trơn mà có dịp như vậy mà tại sao em không bắt chước đó. Rồi cứ hay la nó thì nó cũng nói mẹ ơi sao con dở cái đó quá vậy, giờ mẹ làm sao mà truyền hết cho con. Sao mình đâu có biết cách sao mà truyền, thì mình nói đó thì đứng ngay đó thì con làm ngay đó. Rồi hai mẹ con mình có không hợp nhau điểm gì không chị? Không, nói chung là hợp hết á. Nhưng mà có một cái thì em thì chậm chạp. Mẹ thì mẹ nói nhưng mà nhiều khi nói thì nghe đó nhưng mà rồi quên. Rồi mẹ la thì buồn thôi. Tại vì mình dở mà mình phải chịu thôi. Có bữa nào mà mẹ la dữ quá khóc luôn không? Có, nói chung là không có khóc trước mặt. Sao vậy, mẹ la chuyện gì? Ví dụ như sữa đó, em không có sắp lên. Ví dụ như sắp lên thì phải sắp cho nó cay. Cái này loại kia, nhưng mà em không phải là người sắp, mà mẹ chỉ mẹ nói là tại sao mà con sắp như vậy không có đúng chỗ. Tại vì khi thí dụ như đưa lên thì mình phải sắp ngay đúng như đó dễ lấy. Em nói em không cãi nhưng mà em buồn thôi, tại vì em không có làm, tại vì ở đó cũng có người làm nữa chứ không phải một mình em. Thì mình muốn rằng là con dâu thì giống như cái bản tính mình, thứ nhất là phải mua bán thương trường cho nhanh nhẹ. Rồi thứ hai nữa là phải gia đình đó thì phải cho nó chu toàn, rồi cả con cái cũng vậy. Nhưng mà thật ra thì nó hơi chậm chạp, nhưng mà có dịp nó cũng đúng lúc nó làm hoài đó. Nhiều khi mình nói nó thôi giờ chiều rồi đó, con nấu cơm đi để mẹ bán sữa, mẹ lo ngoài cửa hàng. Ai ngờ về tới nhà đâu 7 giờ tối cũng chưa có cơm ăn. Cái xong mới hỏi ủa sao giờ này chưa có cơm con. Cái nó nói ăn thì cũng phải từ từ ăn chứ đâu có sao đâu mẹ. Ví dụ như 7 giờ không ăn thì 9 giờ ăn, 10 giờ ăn. Nó nói vậy đó. Mình tức chết luôn vậy. Mình đói muốn chết mà còn nghe nó nói no luôn. Ừ, no luôn. Có tại vì em quên. Em nấu đồ ăn xong rồi mà em quên nấu cơm. Khi mẹ về nói vậy em không biết chống chế sao như em nói vậy luôn. Có bao giờ con dâu cô cãi cô làm cô buồn không? Cãi thì nó không cãi, nhưng mà nó hay lý sự lắm. Đó, nó cứ nói gì nó ngay lý sự này lý sự kia thôi. Thì đó nãy mới nói tại quên nấu rồi mới nói vậy thôi. Lý sự gì đó gọi là lý sự. Quên nó. Có bao giờ cô phạt con dâu không? Phạt thì không có phạt, nhưng mà được nó nói có cái là nó thấy mình giận, mình buồn, mình không biết sao cái qua ngày mai ngày mốt nó mua đồ cho mình. Đó, nó mua thí dụ như nó mua sắp giải hoặc cái áo hoặc là cái gì đó. Đó nó cho nó mẹ con muốn làm quà cho mẹ. Đó, cái nó định thôi mình cười hề hề. Tự nhiên là vui liền đúng không? Dâu là khôn đó. Nó này nó biết ý. Nó biết cái khuyết điểm của mình như vậy đó. Là coi như là mình cứ giận lên đã cho đồ. Hay vậy. Dễ bị dụ. Dễ bị dụ không? Mẹ thì đâu có phạt đâu, đúng không? Có phát không? Có phát. Đâu giờ hết làm mà đâu phát lương nữa. Không có phát, nhưng mà có một cái là nhiều khi mấy cái thẻ tín dụng hay là gì nó cứ đi ra đâu thì nó cứ quẹt đi gật đầu mình thanh toán. Rồi chăm cháu ở nhà là ai là người chăm chính chị? Em. Dạ. Vậy hả? Bây giờ là cho cháu ở nhà nội trợ. Dạ. Với hơn nữa mình thấy là nó cứ ở mình là cũng được 5 năm nay rồi. Và con được 5 tuổi rồi. Rồi thấy vậy thôi giờ mình ráng tập cho nó bay. Mình phải tạo điều kiện cho nó một căn nhà. Tạo điều kiện chưa? Tạo rồi. Nó có một căn nhà rồi.
rồi giờ đang đang có nhà riêng ở rồi, rồi tự bơi tự này kia mà bây giờ lại thêm đứa thứ hai nè. Dạ thì được khỏe rồi ha. À, ngày hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì, muốn con dâu mình như thế nào đối với mình hay không, cô cứ nói luôn đi. À, mẹ mong muốn con là lúc nào là cũng là người phụ nữ là đứng vững trong xã hội, là trong thương trường, là những chuyện làm ăn đó, hoặc là một người vợ lúc nào cũng là mẫu mực đó, hoặc người mẹ nào cũng là lo cho con tròn là mẹ mừng rồi, tại mẹ cũng không có còn sống được bao nhiêu năm nữa thôi, là mẹ tụi con sẽ tấn lên thì mẹ sẽ dồn xuống, ý là như vậy. Thành thử ra là mẹ mong muốn con là thay mặt mẹ là coi như là lo tất cả các con của con, tại nước mắt chảy xuống mà con. Dạ. Thì mẹ mong muốn có nhiều điều đó thôi. Đó. Chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Dạ thì em mong muốn là mẹ giữ gìn sức khỏe để sống với tụi con lâu dài. Dạ, hai mẹ con ôm nhau nào. Dạ. Lên ôm nhau. Rồi. Con dâu hứa với mẹ gì đi? Hứa mẹ đi. Hứa với mẹ con. Con sẽ nên người, con sẽ cố gắng lo cho gia đình, lo cho mẹ. Mẹ đừng buồn con nha. À, mẹ không buồn con, nhưng mà nói rương, con thấy mẹ nhanh nhẹ hoặc là nhảy bén sao thì con cứ vậy là mẹ yên tâm được. Rất là tình cảm ha. Hy vọng rằng mẹ chồng nàng dâu cứ như thế. Một cái món quà dành gửi tặng cho gia đình. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và đây là máy sấy của thương hiệu Yakio, xin dành tặng cho gia đình mình ạ. Và còn phần quà đó là bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Vâng con. Chúng ta sẽ đến với phần rút thăm cho khán giả tại trường quay. Bây giờ Lê Lộc sẽ bóc một lá thăm may mắn ngày hôm nay nha. Xin mời ai có số phiếu 18 ạ. Dạ, chúc mừng cô. Dạ, xin gửi tặng cô một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Dạ đây, cảm ơn cô ạ. Vâng, đúng số phiếu 18. Dạ, cảm ơn cô. Và khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng khi trả lời đúng câu hỏi thông qua trang fanpage của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Như vậy là quý vị đã đến với hai câu chuyện trong Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thời gian phát sóng đã hết, hẹn gặp lại quý vị lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mày giận nhỏ này dữ không? Tao giận thôi, tao không cứ đâu mày ơi. Tao không cứ. Nó thôi mày cứ nó về đi. Không sao mấy, không sao đâu. Cứ về cái mình mua cái mâm thiệt là bự á, cái mình tưởng đâu là quả chỉ mẹo. Mình mới nói vậy, ủa mua mâm chi? Để nó ngồi lên thờ luôn. Mẹ con nói nghe nè, bữa nhà mình có khách á, con mua quá trời trái cây ăn luôn mà cũng không có hết. Giờ làm sao mẹ, mỗi cái dương chút rồi còn quá trời luôn. À, hôm bữa con có bọc ni lông để con bảo quản trái cây không? Dạ có, bữa mẹ dặn con là dùng này màng bọc thực phẩm bọc lại á. Dạ, thì không sao đâu, rồi con có đem ra đi. Rồi mình dùng những cái trái cây bữa hổm mà con còn dư mà con bọc lại, con bảo quản vẫn còn tốt đó. Mình đem ra đây là mẹ sẽ chỉ cho con chế biến món rau câu trái cây. Dạ. Nè mẹ, trái cây con nghe lời mẹ con bỏ tủ lạnh nè, bọc màng bọc thực phẩm tới giờ nó vẫn còn tươi ghê á. À, để mẹ coi. Ờ rất là ngon, còn tươi luôn. Rồi thôi bây giờ mẹ con mình bắt tay vô mình làm nè nha. Dạ. Đây là 1 lít nước mình pha với 1 gói rau câu mà nó có sẵn bán ngoài chợ, 1 gói là 10 gram. Dạ. Tương ứng với 100 gram lông đường tùy. Dạ. Theo khẩu vị người ta ngọt thì con sẽ bỏ thêm, còn lạc thì con bớt ra ha. Dạ. Con khuấy trước nha, con. Yeah. Khuấy trước khoảng chừng 5-10 phút cho nó tan cái bột ra, xong rồi con nấu. Con biết không? Dạ. Yeah. Hôm chủ nhật tuần rồi á. Dạ. Yeah. Con đổ cá ngựa đó, con thắng mẹ mà con nó hồi không dám thắng mẹ đó, con nói con trả tiền lại cho mẹ đi biết không, nhớ không? Dạ. Yeah. Mỗi lần con chơi mẹ con không dám thắng mẹ ơi. À. Con thắng mẹ cũng như... Không mà nói thì sao, con cứ thắng mẹ đi. Dạ. Yeah. Sao hết? Mất quá mẹ cho con ăn cơm khô quẹt thôi. Đó, bởi vậy đó nên thôi để con thà con lên thua đi mẹ. Đừng đá mẹ được rồi, đá mẹ què chân mẹ đi chợ cũng được thôi. Dạ con sắc xong rồi mẹ ơi. Rồi xong mẹ sẽ nấu nè, giờ bỏ đường vô khuấy nha con. Dạ. Cho nó đều.
đó, cái mình làm một lớp rau câu, có một lớp trái cây. Dạ rồi xong rồi mẹ. Trời, rồi bắt đầu mình đổ nè, con lấy cái giá đổ, lấy cái giá đổ, đúng rồi, làm gì cũng to hết, tát hết. Rồi lấy cái giá đổ từ từ, đổ đầy lên luôn đi. Dạ. Hôm nay mình nấu rau câu nhiều mà đổ đầy lên, từ từ. Rồi. Rồi. Mẹ đông rồi nè mẹ. À, mở ra coi. Đó. Oh. Ngon quá. Ngon quá. Wow, ngon quá. Cách ra thưởng thức thôi. Đó, quá rồi, ngon quá mẹ. Rồi, nhờ vậy mà trái cây ăn một lần hết mà không những lạ mà còn ngon nữa. Không phí tí gì hết, không bỏ được cái gì hết. Khi chúng ta sử dụng trái cây không hết, còn thừa trái cây thì chúng ta sẽ dùng bằng bọc thực phẩm, bọc trái cây lại bỏ vào tủ lạnh sẽ giữ trái cây chúng ta tươi lâu hơn. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kệ nó. Bây giờ mà nói là em thương ba chồng hơn ba ruột. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thương ba chồng hơn ba ruột. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dâu làm sao mà lên 9 kg. Trời ơi, ai cũng bảo là mẹ chồng làm sao mà mát tay thế. Hay quá vậy ta. Con nào với mẹ con hoài mà con lên ký. Con nào Lộc qua ở với cô về 6 tháng. Đang ốm quá nè. Dạ. Con về đây con cứ thoải mái đi, giống như bình thường con cứ ngủ. Má dậy mà kệ má, tại vì cái tính má là má không có ngủ nướng được thì má dậy. Còn con cứ ngủ thoải mái rồi khi nào thích dậy thì dậy. Thế là con dâu cũng rất là ngoan. Ngày hôm sau là nghe lời, dậy thẳng tới 9 giờ. Dậy.